Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Nguyễn Toản Sóc Trăng Vlog nha. Lời đầu tiên thì xin chúc cả nhà mình có một sức khỏe thật là dồi dào. Còn cái việc làm YouTube thì ngày càng thăng tiến nhiều hơn nha. Công việc thì lúc nào cũng tốt nha. Thì hôm nay mình sẽ đưa quý vị cũng như là các bạn đến ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng để tham quan một cái ngôi chùa chuẩn bị làm lễ kết giới xây ma vào ngày 5, ngày 6, ngày 7 tháng 4 năm 2024 dương lịch này nhé các bạn. Tức là nhằm ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này nha. Thì đây là một cái ngôi chùa thuộc cái vùng ven của cái ấp Phú Mỹ, của ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú nha các bạn. Thì nó nằm khu vực xung quanh đây toàn là lúa không các bạn, nhưng mà người dân ở đây người ta mới cắt lúa xong, cho nên các bạn thấy không, cái quang cảnh của cái ngôi chùa này khá là đẹp luôn. Thì trước mắt thì mình sẽ bay Leica, mình quay cái quang cảnh toàn bộ ngôi chùa cho các bạn xem. Các bạn thấy không, khá là đẹp luôn. Do ở đây là lúa mới cắt cho nên là người dân đổ xô về đây để buôn bán các cái mặt hàng cũng như là phục vụ cho cái lễ hội kết giới xây ma, góp phần làm phong phú thêm cái nét đẹp của văn hóa của người dân Khmer nha các bạn. Thì hồi trước giờ chắc có lẽ là quý vị cũng như là các bạn nghe nói nhiều về cái lễ kết giới xây ma này, nhưng mà chắc có lẽ là chúng ta chỉ biết sơ bộ thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cụ thể về cái lễ kết giới xây ma này cho quý vị cũng như là các bạn hiểu biết thêm nha. Thì cái ngôi chùa này có tên là chùa Đai Tà Sút nha các bạn. Ngôi chùa Đai Tà Sút. Mình xin nhắc lại là địa chỉ của ngôi chùa là ở ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Nếu mà tính cái đường đi từ thành phố Sóc Trăng xuống thì nó cách thành phố Sóc Trăng cả khoảng 15 cây số nha các bạn. Đi tới cây cầu Bưng Cấp á, là quẹo vô đi cũng được, hoặc là chúng ta đi hút xuống Đại Tâm, có cái đường mà gần cái nơi mà xử lý rác thải rắn á, cũng đi vô được luôn. Thì nói chung cũng gần cái tuyến lộ không à, cho nên đi đến đây cũng dễ dàng thôi. Thì mình bắt đầu quay từ cái mặt trước của cái cổng chính đi vào nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho quý vị cũng như là các bạn đôi nét về cái lễ kết giới xây ma này nha các bạn. Thì các bạn biết không, mỗi cái ngôi chùa Khmer thì cái ngôi chánh điện là cái trái tim của cái ngôi chùa. Chính vì vậy mà cái ngôi chùa này dù lớn hay là nhỏ đều phải có cái chánh điện. Và cái chánh điện này nó đặt ngay trung tâm của cái chùa nha các bạn. Thì đến cái ngày làm lễ thì sau khi chánh điện được xây xong, các cái nhà sư sẽ đào ở trong cái gian chánh điện á các bạn. Sẽ đào 8 cái hố xây ma. Tức là 8 cái hố này là tượng trưng cho 8 cái hướng. Và một cái hố to nhất ở trong cái khu chánh điện ngay trước cái tượng Phật lớn nha các bạn. Rồi trong cái ngôi chánh điện á, các nhà sư sẽ dùng một cái tông màu, đó là màu trắng, để quấn nhiều sợi vào nhau. Và sau đó sẽ đan thành một cái ô vuông phủ đầy sàn ha, gọi là cái thắt ghế xi ma nha các bạn. Và xi ma ở đây tức là những cái cục đá núi được khắc và đẽo thành cái hình tháp. Thì mỗi cục nó có cái trọng lượng trên 10 kg nha các bạn. Thì cái số lượng nó sẽ tương ứng với cái số hố xi ma. Sau đó nhà chùa sẽ dùng cái chỉ màu trắng á, hoặc là màu đỏ để quấn quanh cái cục đá, rồi sau đó sẽ buộc vào một cái khúc cây á, treo lơ lửng ở trên cái mặt hố xi ma này nha các bạn. Và cái lễ kết giới xi ma sẽ được tổ chức thường thường là trong 3 ngày,
ba đêm. Và cái đêm thứ ba, các vị chư tăng sẽ khiêng những cái cục xi ma này nè, diễu hành xung quanh cái ngôi chánh điện ba vòng, vừa diễu hành vừa đọc kinh cùng các cái acha, và Phật tử cũng như là đi vòng cái khu chánh điện đó đó. Sau khi đủ ba vòng thì sẽ đặt lại cái vị trí cũ. Đợi đến 2 ngày, xin lỗi là đợi đến 2 hoặc là 3 giờ đêm đó các bạn, thì khoảng 10 vị chư tăng sẽ tập trung ở trong cái khu chánh điện mà làm lễ kết giới đó đó. Họ sẽ đóng các cái cửa lại, sau đó họ sẽ tụng kinh niệm Phật, rồi sau đó mỗi vị chư tăng á, sẽ dùng một cái con dao để cắt các cái sợi chỉ đang cái ô, gọi là cái ghế xi ma các bạn. Và những cái cục xi ma này sẽ rơi xuống cái hố đó, thì sẽ kết thúc cái quá trình làm lễ. Sau đó thì người ta sẽ gom tất cả những cái vật dụng như là chỉ thừa lại những cái cục xi ma, rồi người thợ sẽ xay và thực hiện các công đoạn cuối cùng, đó là lắp cái lỗ xi ma này lại và lát những cái miếng gạch đã cạy lên để đào những cái lỗ nó lên á, để cục xi ma xuống á, sẽ hoàn tất những cái khâu đó. Thì thường thường á, đồng bào Khmer thì đến cái lễ này thì đều có cái ý là nguyện cầu cũng như là xin may mắn cũng như là an lành cho gia đình. Nói chung là tóm lại là cầu may mắn cũng như là cho gia đình được làm ăn sung túc. Ý nghĩa của cái lễ kết giới Xây Ma là nó như thế. Thì ở đây mình chia sẻ để cũng như quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về cái lễ kết giới Xây Ma nha. Nãy giờ các bạn thấy không? Cái ngôi chánh điện này được xây rất là hoành tráng luôn nha các bạn. Cái tông màu ở đây là chọn cái tông màu, nói chung là nó hơi sậm màu một tí nhưng mà nó rất là ôn hòa ha. Nói chung là đặc trưng của các cái ngôi chùa Khmer Nam Bộ mình là cái màu sắc nó gần na ná nhau. Có chùa thì chọn cái tông màu sáng, có chùa thì chọn cái tông màu trung tính. Nhưng mà chung quy lại, tất cả những cái ngôi chùa Khmer đều có cái màu sắc rất tươi, rất đẹp. Nói chung là phải công nhận là như vậy. Bên cạnh đó là những cái kiến trúc rất là độc đáo ha, được thiết kế cũng như là tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân tài hoa, mà những nghệ nhân này không ai xa lạ, đó là những người dân chân chất hàng ngày ở trong Phom Sóc, góp phần tạo nên cái vẻ đẹp này nhé các bạn. Thì từ những cái kiến trúc cái lối hoa văn này, nó đã tạo nên một cái lối kiến trúc riêng cũng như là một cái bản sắc riêng của người dân Khmer. Nói chung là tất cả những cái ngôi chùa Khmer các bạn thấy không, những cái họa tiết, những cái trang trí rất là cầu kỳ nhưng mà nó rất là chi ly luôn các bạn. Phải nói một điều là các nghệ nhân rất khéo léo, từ những cái khâu tạo hình rồi đến cái khâu mà sơn khớp, nói chung là rất là chỉnh chu luôn nha quý vị cũng như là các bạn. Thì mình sẽ quay tất cả những cái đường nét, những cái chi tiết xung quanh cái ngôi chánh điện, sau đó mình sẽ di chuyển từ từ vào trong để giới thiệu cho quý vị cũng như là các bạn biết được cái vẻ đẹp nội thất bên trong của cái khu chánh điện này nha các bạn. Các bạn trong quá trình xem nếu thấy hay thì đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bên cạnh đó mình nên chia sẻ cho người thân cũng như là bạn bè của mình xem để hiểu biết thêm về cái nét đẹp của cái ngôi chùa này nha các bạn. Nói chung là mình cố gắng chia sẻ cho quý vị cũng như là các bạn gần xa biết được cái nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Sóc Trăng nói riêng, trong cả nước nói chung, thì nó đã góp phần tạo nên một cái nét văn hóa, một cái bản sắc của dân tộc Khmer.
trong số những dân tộc anh em sống trên địa bàn. Nó tạo nên một cái nét giao thoa về mặt văn hóa và nó tạo nên một cái bản sắc riêng của tỉnh Sóc Trăng khi mà đến đây tham quan du lịch cũng như là khách hành hương, thì nó tạo nên một cái nét đặc trưng về văn hóa khi mà nói đến Sóc Trăng nha các bạn. Đây là một cái điều cũng rất là tự hào khi mà nói đến Sóc Trăng thì khách thập phương sẽ hình dung đến là một cái điểm tham quan du lịch thiên về cái mảng tâm linh. Đặc biệt ở đây là các ngôi chùa khá là nổi bật. Ngoài các ngôi chùa Khmer thì có các cái ngôi chùa Việt cũng như là ngôi chùa của người Hoa cũng rất là đẹp, rất là đặc sắc. Mà mình đã chia sẻ trên kênh thì mình cố gắng chia sẻ càng nhiều những cái ngôi chùa đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là những cái ngôi chùa có tên có tuổi trong cái làng văn hóa nghệ thuật cũng như là kiến trúc thiên về cái mảng văn hóa đặc sắc của người dân Sóc Trăng, để cho quý vị cũng như là các bạn gần xa hiểu biết thêm về cái văn hóa đặc trưng của Sóc Trăng nha các bạn. Thì đây là một trong những cái tinh hoa văn hóa tạo nên một cái nét đặc trưng của con người Sóc Trăng nói chung cũng như là người dân Khmer nói riêng nha các bạn. Nói chung là khi mà tham quan các cái ngôi chùa thì mình rất là thích. Trước đây thì mình ít có cơ hội để chia sẻ cho quý vị cũng như là các bạn về cái lối kiến trúc cũng như là các ngôi chùa của Sóc Trăng. Nhưng mà sau này khi mà mình chia sẻ những cái điểm văn hóa này, càng ngày mình càng thấy thích và càng muốn chia sẻ cho quý vị về cái mảng này để giới thiệu thêm cho quý vị cũng như là các bạn biết thêm về Sóc Trăng. Và đây là một trong những điểm đến cho khách du lịch cũng như là khách hành hương gần xa biết đến khi nói về Sóc Trăng nha các bạn. Thì ở gần cuối clip mình cũng có chia sẻ các cảnh đẹp xung quanh ở ngôi chùa, đặc biệt là cái cổng phụ đi vào ngôi chùa nha các bạn. Người dân đã đến đây rất là đông để kinh doanh cũng như là buôn bán rồi ăn uống vân vân, để phục vụ cho cái lễ kết giới Sima này thành công tốt đẹp tại ấp Sóc Sòi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú nha các bạn. Bây giờ mình đã di chuyển vô phía trong của cái ngôi chánh điện nè các bạn. Cái điều đặc biệt ở cái nội thất của cái khu chánh điện này là những cái bức tranh. Nói chung là ở đây là những cái bức tranh nhìn trang trí từng góc từng cạnh rất là đẹp luôn các bạn, và có cái cách trang trí rất là riêng, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là ở cái trần của cái ngôi chánh điện. Mình nói chung chia sẻ cũng khá là nhiều ngôi chùa, nhưng mà điều mình tâm đắc nhất ở đây đó là cái trần của cái ngôi chùa này ha. Về cái màu sắc cũng như là cách bố trí những cái ngôi tượng Phật theo cái hướng khác nhau tạo nên một cái nét văn hóa rất là riêng của cái ngôi chùa Đai Tà Xuất này nha các bạn. Thì nói chung là hàng năm người dân Khmer có rất là nhiều cái ngày lễ cũng như là ngày hội khác nhau, và đặc biệt là ba cái dịp lễ hội lớn trong năm, mà cụ thể ở đây là ngày lễ hội Sen Don Ta hay còn gọi là ngày lễ Du Lan á các bạn, rồi lễ hội Ốc Ông Bóc hay còn gọi là lễ hội Cung Trăng, rồi ngày Tết Chonsanam Thơ Mây gọi là ngày Tết Nguyên Đán, thì trong đó vui nhất vẫn là cái lễ hội Ốc Ông Bóc nha các bạn. Và thông thường hàng năm thì cái lễ hội đua ghe ngò nó đã trở thành một cái lễ hội lớn nha các bạn, vui chung cho cả đồng bào khu vực sông Cửu Long chuông, chứ không phải là riêng của người dân Khmer đâu, mà nó là cái ngày vui của các dân tộc anh em sống trên địa bàn luôn nha các bạn.
Thì chắc có lẽ là cái clip của mình chia sẻ có đôi phần hơi dài, nhưng mà thường thường mấy cái lễ mà kết giới xây ma các bạn, nếu mà mình chia sẻ ngắn quá thì mình sẽ không chia sẻ hết được cái vẻ đẹp cũng như là cái nét đặc trưng của mỗi cái ngôi chùa. Cho nên là mình đã cố gắng rút gọn lắm rồi đó các bạn. Mình quay được những cái nét chính, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng cố gắng đưa những cái nét đặc trưng, những cái nét riêng của từng ngôi chùa để các bạn thấy được những cái nét cụ thể của từng ngôi chùa, từ đó rút ra những cái nét riêng của từng cái ngôi chùa, để khi mà mình có định hướng là mình đến để mình tham quan thì mình cũng có cái nhìn, cái chọn lọc cho nó dễ. Thì cái ngôi chùa nào cũng vậy, nếu mà điều kiện thời tiết thuận lợi thì đa phần là mình sẽ bay lai cam, mình giới thiệu cái cảnh quan toàn bộ ở phía trên ngôi chùa trước, sau đó mà mình sẽ quay cụ thể cái đường nét của cái ngôi chùa, đặc biệt là cái ngôi chánh điện ở phía dưới cho quý vị cũng như là các bạn xem. Bên cạnh đó là cũng quay những cái cảnh xung quanh của ngôi chùa để quý vị cũng như là các bạn nắm được những cái nét đặc trưng của từng cái ngôi chùa Khmer trên địa bàn của tỉnh Sóc Trăng. Thì đây là cái cổng phụ, cái đường đi vào của cái khu chánh điện cũng được luôn nha quý vị. Thì cái cổng phụ này là ở trên đường quốc lộ đi thẳng vô được này quý vị, cái lộ cũng thông thoáng ha. Bữa nay là còn 2 ngày nữa là tới cái lễ kết giới Xây Ma, cho nên là bà con đến đây là khá là đông rồi, để phục vụ là kinh doanh buôn bán nè, tất cả những cái gì mà nó nói chung là phục vụ cho cái lễ hội cũng như là cái nhu cầu tham quan mua sắm của quý vị gần xa khi mà đến đây tham gia cái lễ hội kết giới Xây Ma, thì người ta cũng đều đến đây để mà buôn bán kinh doanh cũng như là phục vụ nha quý vị. Các bạn cũng như là quý vị thấy không, mình lúc mình quay là 5 giờ chiều nhưng mà thời tiết cũng hơi gió ha, nhưng mà hồi nãy mình cũng mạo hiểm mình quay đại live cam cho các bạn xem luôn. Thì mình đã cố gắng nhiệt tình đến như vậy thì các bạn cũng đừng tiếc chi một cái like cũng như là một cái đăng ký kênh để ủng hộ, giúp cho mình có cái động lực để mà quay clip ngày càng chất lượng, ngày càng hay hơn để phục vụ cho quý vị cũng như là các bạn gần xa. Thì cái clip của mình cũng khá là dài vậy. Mình cũng xin chân thành cảm ơn quý vị cũng như là các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.